Ok, và các bạn đừng quên nha, chỉ còn một ngày duy nhất nữa thôi là mình sẽ phát giải gói thành viên Flash cho mọi người. Rồi, hôm nay tiếp tục, những bạn nào mà hôm qua chưa tham gia mini game để mà nhận gói thành viên Flash á, thì đầu tiên là các bạn bấm đăng ký kênh của mình, sau đó các bạn like clip được của mình nữa, rồi các bạn comment xuống ID nhân vật của mọi người như vậy là xong nha. Và nhớ những bạn nào mà không đăng ký kênh là sẽ không nhận được. Và để coi thử là có bao nhiêu bạn ngày hôm nay, đầu tuần chúc tất cả các bạn có một ngày lễ vui vẻ nha. Đầu tuần chúc các bạn có một ngày đầu tuần vui vẻ. Rồi, những bạn nào ngày hôm nay mà được nghỉ hè hay là hôm nay mà đi thi hay là hôm nay mình đi xem điểm á, thì tranh thủ về sớm xem clip thử thách này của mình nha. Rồi đừng quên like clip này của mình nữa nha mọi người. Các bạn biết cái thông tin gì không? Thì hôm nay là ngày thứ hai, sẽ là cái ngày mà reset lại cái bộ của game nha mọi người. Thường thường ngày thứ hai á là sẽ reset lại và sẽ có rất là nhiều bộ tím luôn. Cho nên là ngày hôm nay là mình sẽ làm ra một cái thử thách là chưa đầy một tiếng đồng hồ mình phải đi săn full bộ tím cho các bạn coi. Ít nhất thì phải được 4 con nha. Tại vì thông thường ngày thứ hai á là bộ tím nó ra cực kỳ nhiều luôn. Mình để ý lúc nào cũng vậy nha mọi người. Đó, cho nên là ngày hôm nay các bạn nhớ theo dõi cái series hành trình của mình. Trong vòng một tiếng thì mình sẽ bắt được bao nhiêu con bộ tím nha. Đó, nên là các bạn nhớ xem cái series này của tôi. Rồi, trước khi đến cái hành trình hay hấp dẫn như vậy á, thì mình sẽ từ từ để mình check coi thử còn con nào không, chứ để mấy con mình bỏ lỡ mất sẵn tiện quay luôn chắc là không có các bạn ạ. Rồi thì bữa giờ mình review cái bộ đồ này, hôm nay nó ra mắt rồi mọi người ơi. Hưu ánh trăng các bạn nha, hưu ánh trăng với giá là 184k nha các bạn ha, 184k. Thì trong đó các bạn coi này, trong đó ấy, cái cây pháp trượng hưu ánh trăng này á, nó giúp cho các bạn bay được lên cao. Còn cái set đồ này thì rất là đẹp luôn mọi người coi này. Ui, trời ơi mấy bạn nữ ơi, mấy bạn đã mua chưa, mấy bạn mua chưa? Trời đất ơi, dạo này tôi nghèo lắm. Nhưng mà các bạn nhớ nha, cái mini game ngày hôm nay của mình, ngày mai mình sẽ phát giải cho các bạn, cho nên là còn một ngày cuối cùng nữa để các bạn tham gia cái mini game nhận cái gói thành viên Flash bằng cách là các bạn bấm đăng ký kênh của mình, sau đó like clip này của mình để coi thử là bao nhiêu bạn xem clip của mình mà like video của mình không vì mini game coi. Rồi các bạn comment xuống ID nhân vật của mọi người nha. Ok, rồi tiếp tục nữa. Từ từ tới cái phần review trang phục thì đợi một tí mọi người, đợi một tí nha, sẽ có ngay. Nhưng mà để mình coi thử là mình có. Ồ, nhân phẩm hôm nay của mình sao không tốt vậy ta? Trời ơi, nhân phẩm của mình hôm nay nó hơi quế tèo các bạn, ra được cái bàn trang điểm. Thôi cũng được nha. Mình vẫn đang cần một trong hai khuôn mặt. Một trong hai khuôn mặt, mặt nào cũng được hết. Trời ơi, ra cái đèn. Trời đất ơi, ra cái đèn các bạn ơi. Thôi ok, tiếp tục mở tất cả hộp kỳ lân đi. Mọi người còn nhớ ngày xưa mình làm clip không? Vì cái con ngựa kỳ lân này mà mình đã tốn tới mấy ngàn kim cương ấy. Bạn nào mà xem mình ngày xưa tới giờ các bạn có biết được. Hồi đó là chỉ vì cái con kỳ lân thôi mà tôi đã tốn tới mấy ngàn kim cương đó mọi người. Thề các bạn luôn, sau này mình mở một hộp free nó cũng ra con kỳ lân luôn. Tức chịu không nổi luôn đó mọi người. Rồi đây. Mở một hộp luôn. Đâu mất tiêu ta? Đây, mở một hộp luôn nha. Wow. Trời ơi, không ra xe. Đây, test trang phục cho các bạn đó. Coi nè mọi người ơi, cái gì khó thì có nhờ mấy bạn trong nhóm của mình thôi. Thì đây, để coi thử là cái bộ trang phục này có xứng đáng để các bạn mua hay không nha. Rồi, hình như là ai trời nạp vào nhưng mà chưa nhận nha mọi người ơi, gói hưu ánh trăng nha. Đây là cái gói trang phục mà hôm bữa mình có review cho các bạn coi trước rồi. Thì mình thấy có rất là nhiều ý kiến luôn, đa số là các bạn khen đẹp thôi. Còn một số bạn thì muốn tách cái hưu, cái sừng hươu với lại cái vương miện ra đó mọi người. Wow. Trời đất ơi, mọi người ơi, trời ơi, quá đẹp luôn mọi người ơi. Rồi tới cái khuôn mặt thần bí ánh trăng luôn. Rồi tới cái tai nha mọi người ha. Cái tai này á, nó giống như cái tai tinh linh, nhưng mà nó khác một cái á, là mọi người thấy nó có cái viên ngọc không? Mọi người thấy nó có một hai cái viên ngọc luôn chứ. Ừ, nó có tới hai cái viên ngọc ở trên cái lỗ tai nha mọi người. Rồi xong được một set trang phục của nữ nữa nè. Wow, và cuối cùng đó chính là cái cây huyền trượng nha mọi người. Wow, cây này mà câu được thì ngon phết nha. Đẹp tuyệt luôn. Cây này mà câu được thì hết sảy của bà bảy luôn mọi người ơi. Nhưng mà rất tiếc là cây này không có câu được nha. Ok, không câu được thì trước mắt cầm cái cây cho các bạn coi nè. Wow, như vậy á thì vào buổi tối á, khi mà các bạn sử dụng cái cây này lên á, là cái cây này cái viên ngọc nó sẽ phát sáng nha. Rồi, để coi thử là trang phục như thế nào đây. Trang phục. Rồi, nhớ để nhân vật cao nha. Cái bộ trang phục này thì các bạn phải để trang phục. Bộ trang phục này thì vào buổi tối không có phát sáng luôn. Nhưng mà sự thật một điều rằng á, là cái bộ trang phục này cái váy nó cực kỳ đẹp các bạn. Đây các bạn coi váy nè. Tóc thì mình có thể phối với lại rất là nhiều tóc khác nhau nha mọi người. Ở đây thì mình thấy có rất là nhiều tóc luôn. Mọi người có thể phối một cái mái tóc nhìn nó đẹp hơn nữa cũng được. Tóc này cũng đẹp nè. Tóc nào cũng đẹp nha mọi người. Cái set trang phục này thì nó rất là hợp với các loại tóc khác nhau luôn. Ui, tóc nào cũng đẹp hết. Tóc này cũng đẹp các bạn.
Tóc này cũng đẹp nha. Rồi tóc này cũng đẹp thôi, mình sẽ để cho đó một cái mái tóc đơn giản thôi nha mọi người. Đâu rồi, mình không thấy có cái mái tóc nào đơn giản nhờ. Từ từ, tóc hơi bị nhiều luôn á. Đó, thế này cũng đẹp nè. Đây cũng đẹp luôn. Đây là hình như là ở trong cái gói phù thủy đúng không ta? Thôi để tóc này đây mọi người ơi, mình thích tóc này nha mọi người, hơi cá tính nha. Mình thích cái tóc này nha mọi người, rất cá tính luôn. Rồi, đấy mọi người thấy không? Cái bộ trang phục mà mọi người ao ước hàng đêm nè. Đây, mình đã review cho các bạn coi rồi. Nói chung thì các bạn nữ nếu như mà các bạn thấy đẹp á thì các bạn chịu khó mua nha. Còn các bạn con trai thì thôi khỏi cần mua, tại vì đồ này nó không có gì hết nha mọi người. Rồi, để mình coi thử là có cá chép kem trong này luôn chưa nha mọi người ha. Ôi, vẫn chưa có cá chép kem các bạn ơi. Cái ạt này ổng vẫn chưa câu được cá chép kem hả? Rồi, cá chép kem khó câu lắm nha mọi người. Thề luôn, cái con nó đúng khó câu luôn á. Cá sấu mõm dài nè, cá hải tượng nè, kỳ nhông khổng lồ vương miệng nè, hải tượng quá trời luôn, ông để dành quá trời luôn, nhưng mà chả thấy được cái con cá chép kem. Cá chép kem mình công nhận luôn, cái xác suất nó lên rất là ít, nhưng mà để làm một cái bánh kem bảy màu như bánh cá bảy màu á thì phải tốn tới một con cá. Mình không biết ông admin ông đang có cái ý đồ gì luôn mọi người, thiệt sự luôn á. Nghi quá mọi người ơi, hay nghi có sự kiện gì liên quan đến cái xe bánh cá lắm. Ngày hôm nay là mình sẽ cố gắng làm sao mà mình trong vòng một tiếng đồng hồ nha, là mình sẽ săn tầm khoảng 3 đến 4 cái con bọ tím cho các bạn coi. Nhưng mà mình thấy cũng hơi khó nha. Hôm nay là ngày đầu tuần thì mình nghĩ là game sẽ tăng cái tỷ lệ cho những cái con bọ hiếm xuất hiện. Mình nghĩ vậy nha mọi người, tại vì kinh nghiệm bắt bọ lâu năm của mình á, thường thì những cái ngày đầu tuần á reset lại mọi người. Ồ, lại được một em chuột dùng kim khởi đầu cho ngày hôm nay nha. Rồi, hành trình của mình get go, nhớ bấm like clip này của mình để theo dõi cái hành trình này của mình nha. Ồ mọi người ơi, phải nói không ta. Ủa các bạn ơi, từ nha, có phải con bướm bướm thay ma không ta? Hình như nó đúng không? Nó là cái con to, xong rồi cái cánh có mấy cái chấm vàng. Bình tĩnh nha mọi người ơi, bình tĩnh nha. Hôm bữa là mình gặp con này nhưng mà mình bị hụt, không phải hụt mà mình bị sảy nha. Hình như là hết giờ hay sao á, xong rồi nó bay mất tiêu. Hôm bữa thì mình bị sảy con này mất. Hôm nay nhất định mình phải bắt được nó nha mọi người. Chỉ cần được con này thôi là clip hôm nay của mình ok rồi. Chỉ cần được con này thôi. Trời ơi. Ê, nó đậu kìa. Nó đậu kìa. Từ từ thôi. Trời ơi, mình đi hơi nhanh, lỗ mình nha. Vẫn còn các bạn, vẫn còn. Đây, mọi người thấy không? Rồi, hồi nãy ở dưới nó bay lên đây nha. Bướm tay ma nha mọi người ơi, bướm tay ma đấy, mình chưa có con này đâu. Mình gặp nhiều lắm luôn á, nhưng mà mình toàn bị hụt đó không à. Trời ơi, mình thả vượt là dính rồi. Từ từ, lại nha. Lại nha. Ui, trời ơi, bướm thay ma. Yeah. Ok, như vậy thì cuối cùng á thì mình cũng đã thêm được một em bướm thay ma nền tím trong cái bách khoa toàn thư của mình. Rồi, hiện tại thì mình vẫn còn thiếu ví dụ như là bọ hung thay ma nè, con mọt nè, rồi trùng hoa nữa nha mọi người. Mình còn thiếu vài con nữa thì mình mới full nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ cố gắng trong cái hành trình quay clip này là mình sẽ cố gắng cho full cái bách khoa toàn thư của mình luôn. Rồi, các bạn chịu không? Rồi, cứ theo dõi cái hành trình bắt bọ của mình ngày hôm nay nha mọi người. Nếu như hôm nay không đủ thì ngày mai sẽ đủ thôi mọi người. Mình sẽ cố gắng mình đi săn hết mấy con bọ này để cho mình nó full luôn cái bách khoa toàn thư của mình. Để mình chat xem thử là dưới đây có con nào không nha. Thường thường dưới đây cũng có bọ tím á, nó cũng hay có con chuồng hoa dưới đây lắm nha, không đùa được. Rồi, mọi người thấy cái gì không? Lại một em thằng làng cổ diềm xanh. Ấy, ồ, nó chạy nó nhanh kìa. Tính ra là mình thấy cái con này mà ở bên cái cây ước nguyện này thì rất là ít khi mình gặp, nhưng mà ở bên cái map khu trung tâm ngay chỗ khách sạn á thì mình gặp hơi bị nhiều luôn. Mày có khách sạn á. Còn ở bên đến cây ước nguyện này thì ít khi mình gặp được cái con thằng làng cổ diềm nha mọi người, cực kỳ ít luôn. Mày ơi, nó chạy nhanh vậy ta. Từ từ mọi người đợi mình tí nha, nó chạy hơi nhanh nha. Nó chạy hơi nhanh nè. Wow, ngon chưa? Một em thằng làng cổ diềm trong cái bộ sưu tập của mình nữa. Rồi, con đây con gì vậy ta? Con bướm thường nha, mình thấy rồi, mình tưởng đó là mình gặp được con bướm gì xịn xịn nữa, hóa ra là bướm thường thôi. Rồi, hai con ếch thường luôn. Chắc là hết rồi các bạn, chắc là map này hết rồi, mình chết rồi. Map này không có con gì hết. Mọi người thấy cái gì đây không? Một em bướm phượng ma tròn nha. Thề luôn, cái con này mình cứ hay bị nhìn nhầm nó với lại cái con bướm phượng chim nha mọi người. Bướm phượng cánh chim nha. Thề mình cứ hay bị nhìn nhầm nó hoài luôn á. Rồi tiếp tục nè, để coi thử có con nào đây không nha. À, con bọ rùa. Rồi, không có con gì hết nha mọi người. Chắc là map này hết rồi. Đây, mọi người thấy cái gì mà mình đang thấy không? Chắc là các bạn chưa thấy đúng không? Đây, một con ếch phi tiêu độc nha mọi người. Một con ếch phi tiêu độc nha. Bữa giờ mình bắt con này chắc cũng phải là gần 10 con rồi. Hôm qua rồi đấy, hơi bị nhiều luôn.
cái lúc mình tìm thì không ra, cái lúc mà mình làm series mình đi săn bỏ mọi người thì mình gặp con ếch phi tiêu độc cực kỳ nhiều luôn. Mày hả bưởi, ngày hôm nay mình dự định là phải bắt tầm khoảng 2-3 con nữa nha mọi người. Con này xuất hiện cực kỳ nhiều luôn, nếu như các bạn chịu khó các bạn đổi map á thì gặp nó cực kỳ nhiều luôn. Rồi thêm một em mới ở trong này nữa nha. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Để coi để còn con nào nữa không nha. Chắc là hết rồi, map này thì chỉ có bao nhiêu thôi. Ôi mấy bạn kia khoe kìa. Mọi người thấy cái mà mình đang thấy không mọi người? Mọi người thấy cái mà tôi đang thấy không? Nó là cũng một trong những con bọ hiếm luôn đó. Con bọ bạc nè, bọ ống vàng nè. Cái khúc này mình canh không chuẩn nha, khúc này khó nhìn mọi người. Rồi tôi đến bắt lại đi, xảy rồi. Không sao hết, cái con này thì yên tâm mọi người, nó không có đi đâu, nó chỉ cũng bay bay xung quanh đây thôi à. Rồi, bọ ống bạc nè, bọ vàng nè, rồi bọ mặt người nè. Là một trong những cái con bọ hiếm. À con bọ xanh xanh vào buổi tối mọi người, cái con bọ rùi xanh 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 á. Con bọ đó nó cũng hiếm nữa. Con bọ đó thì bữa giờ mình không thấy luôn. Rồi đây nè, để mình bắt cho các bạn coi. Con này thì mình bắt lâu rồi mọi người, cũng nhiều á, cũng 2-3 con rồi á. Bọ hung bạc nha mọi người, cũng hiếm đấy, không giỡn được nha. Hơi bị hiếm đó mọi người ơi, bọ hung bạc đấy, hay ạ. Có gì đâu mà hay em. Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Rồi để mình check xem thử là còn con nào ở đây nữa không nha. Ê mọi người ơi, mọi người thấy cái mà Thịnh đang thấy không? Tản ra nha mọi người, đừng ai ta le tôi nha. Nhớ đây, bình tĩnh nè. Ủa sao hôm nay nó, ủa mọi người ơi, sao tự nhiên cái con này nó lại đậu trên cái cầu mọi người? Hay là có ai troll mình ở dưới không ta? Ơ? À thiệt rồi, ui thiệt các bạn ơi, thiệt. Rồi được rồi, bình tĩnh, không sao, vẫn còn thời gian các bạn ơi. Sớm mà, đừng có tay lên anh nha mấy đứa ơi, đừng có tay lên anh nha, để anh đi tìm nha. Rồi, nó đậu ở trên cây gỗ, nhưng mà nó bay đi mất, thì nó sẽ đậu lại ở đâu vậy mọi người? Rồi các bạn cho mình 20 giây để mình đi check map nha, khó ghê luôn á. Nó đậu ở trên cây gỗ hả? Đậu ở trên cây gỗ thì nó sẽ đi đâu ta? Ở đây cũng không có luôn. Thì mình sẽ chết một vòng tròn nha. Xem thử là nó sẽ đậu ở đâu nha mọi người. Khó vậy ta. Bên đây cũng không luôn, bên này cũng không luôn. Rồi, ở đây cũng không có luôn. Ô thích chắc bên kia các bạn, chắc chỗ bên cây ước nguyện á. Ừ, mình nghĩ chắc bên đó đó mọi người. Bên cây ước nguyện á. Tại vì mình thấy nó bay về hướng bên đây nên là mình qua đây mình tìm thôi. Chứ đại thì mình cũng hay gặp nó ở bên đây nữa. Nhưng mà bên đây không có thì chắc là bên cây ước nguyện rồi. Ừ, vậy bên cây ước nguyện đó mọi người ơi, đi qua đó tìm nha. Rồi, yên tâm đi, vẫn còn các bạn, vẫn còn sớm mà, nó mới xuất hiện à. Uầy, ngon các bạn ơi, ngon. Mình cảm nhận được là mình sẽ bắt được em này nha. Rồi, khúc này cũng không luôn nha. Khúc này không có. Cái gì đây? Không có luôn. Ê, cái con gì đây mọi người? Trời ơi, hai con đậu một chỗ hết hồn, tưởng con gì không á trời. Rồi, khúc này cũng không luôn. Trong này cũng không có luôn. Ở đâu nhờ? Ủa thế nó ở đâu nhờ? Ở đây cũng không có luôn. Ủa thế nó ở đâu nhờ? Đây cũng không luôn, phía sau cũng không luôn. Rồi. Ấy. Ấy. Mọi người thấy gì không? Ai rồi. Thề, quái trưởng thiệt anh em ơi. Nó đậu ở trên cục đá nha. Trời, cái con này nó đậu khó chịu ghê mọi người. Nó không đậu ở trên thân cây mà nó chạy qua cục đá, nó đậu bên này luôn. Rồi bữa sau các bạn rút kinh nghiệm nha. Nếu như mà bị giống mình á thì các bạn ra cục đá các bạn tìm nha. Rồi đây, mình sẽ đi chậm hết mức có thể luôn mọi người. Mình đi chậm hết mức tối đa luôn đó nha. Tại vì cái con này mình không có sợ nó bay, trừ khi các bạn đi chậm hết mức có thể thôi thì các bạn không bao giờ sợ nó bay nha. Phải đi chậm hết mức có thể luôn. Nó rồi, gần tới rồi. Yeah, ui. Bỏ cánh cứng vương nguyện cầu vồng. Hôm qua mọi người còn nhớ clip hôm qua hôm kia của mình không? Mình bắt được một con như thế này luôn, cũng có vương nguyện luôn. Ngày hôm nay thì mình cũng được thêm một con nữa, cũng có vương nguyện luôn. VIP. Quá đã mấy nấy ơi, quá đã luôn. Trời đất ơi. Phê các bạn ơi, hôm nay mình bắt chưa đầy một tiếng đồng hồ luôn á mà mình đã hai con bỏ tím rồi. Ngon thiệt sự luôn. Bây giờ nếu như mà xuất hiện thêm con ếch gorilla ở đây nữa thì ôi anh me nãy giờ luôn đó em, anh đi hai vòng luôn á. Con này mình tưởng là mình xảy rồi đó mọi người, hên là mình bắt lại được á. Bỏ cánh cứng cầu vòng nguyên nguyện nha. Mọi người ơi, các bạn thấy cái gì không? À, ê, ừ đúng rồi, nó nè. Ê, con ếch gorilla này mọi người ơi. Ủa sao hôm nay hên vậy mọi người? Đấy, mình nói đúng mà, thứ hai thế nào nó cũng reset lại game, xuất hiện bỏ tím cực kỳ nhiều luôn á. Rồi, thêm một em nữa nha. Bình tĩnh nào. Trời ơi. Trời đất ơi. À, ui. Trời đất ơi. Không có vương miện. Thôi cũng được các bạn ơi. Không có vương miện nha. Không có vương miện nha mọi người. Nhưng mà thôi cũng được. An ủi các bạn ơi. An ủi.
Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Được thêm một con ếch gulak nền tím đấy nha mọi người. Ủa tính ra hôm nay mình hơi bị hên luôn. Mình gặp cực kỳ nhiều bỏ luôn á mọi người. Toàn bỏ xỉn không à. Quá đã luôn anh ý ơi. Phê thật đó chứ. Rồi, đi coi đứa còn con gì nữa không? Tôi bắt luôn cho các bạn coi nè. Chắc là hết rồi, ừ. Xung quanh chắc cũng không còn con nào nữa. Sao hôm nay hên vậy trời. Hôm nay xem clip của mình nè. Các bạn nhớ like clip này cho mình nha. Nhớ nha. Hôm nay hên thiệt luôn. Ê mọi người coi gì nè. À, SK xanh trắng. Ê, bên kia có thêm một con cóc gai mắt nữa kìa mọi người. Hai con nền xanh nước biển một chỗ luôn. Wow. Thôi được rồi. Thích ở chung một chỗ thì mình sẽ chiều. Rồi, con đầu tiên hên quá, con mũi nó vừa chết luôn. Rồi, một con ếch cây xanh trắng nha mọi người. Rồi, thêm một con cóc gai mắt nữa. Nó đâu rồi mọi người? À, đây. Nó trong đống lửa này đó, đó. Thấy chưa? Ơ, cái con này, nó nhảy vô đống lửa luôn kìa. Ơ, mày được đấy. Ui, nó láo thế nhờ, nó dám nhảy đống lửa luôn. Ngay cái chỗ mình không đi qua được. Từ từ nha, để mình đổi chỗ nha mọi người. Để mình đổ qua đây nha. Ơ, cái con này. À, mày được lắm. Cái con này nó hơi bị cứng đầu luôn đó mọi người ơi. Nó hơi bị cứng đầu. Thôi được rồi. Mày thích cứng đầu với tao đúng không? Được lắm. Đây, mày. Mày hả bưởi. Một con cóc gai mắt nữa nha. Mày hả bưởi. Mọi người thấy thế nào các bạn? Thấy ok không? Wow. Xịn thiệt luôn á mọi người. Wow. Hết rồi các bạn ơi, hết rồi. Ừ, hết rồi mọi người ơi. Ui, ê mọi người ơi. Ủa các bạn coi giúp mình nha. Cái con này con gì mà mọi người? Lần đầu tiên mình gặp nó luôn á. Lần đầu tiên từ lúc mà ra mắt tới giờ là mình gặp nó lần đầu tiên luôn. Hình như là con một gạo đúng không? Ui, ủa không. Ủa cái gì vậy? Từ từ. Ủa? Nói đâu rồi? Ủa mọi người? Ủa mình chưa bắt mà, mình cũng đâu có đi nhanh đâu. Ờ, cái con này nó có một cái thói quen đó là nó hay bay như vậy hả mọi người? Rồi, vẫn còn thời gian nha. Con một gạo á là xuất hiện từ phút 27 đến phút 36 nha mọi người. Từ phút 55 đến phút 55 đến 26 đúng không ta? Ờ, là phút 55 đến mấy nha mọi người? Phút 55 đến phút thứ 6 nha mọi người. Từ phút 27 đến phút 36, 55 đến phút 6 nha. 55 đến phút 7 cũng thấy được nha mọi người. Nhưng mà mình tìm không ra các bạn ạ. Trời ơi tiếc ghê các bạn ơi. Cái con một gạo vừa rồi thì mình bị hụt nha mọi người. Thì thực sự là mình tìm không ra luôn. Mình tìm banh cái map campaign luôn. Mình tiếc thiệt luôn. Mình chưa có con một gạo và cũng là lần đầu tiên mình gặp con một gạo luôn. Mình tìm banh map campaign luôn nhưng mà vẫn không ra. Tiếc thiệt luôn đó mọi người ơi. Chứ không là clip ngày hôm nay của mình là trọn vẹn luôn á. Toàn là bỏ tím xịn không à. Wow. Ơi. À trời đất ơi, mình tưởng con bọ hiếm, mình tưởng con bọ mặt người, tưởng con bọ trắng trắng cam cam kia, trời con bọ cù bắp, thôi bắt luôn nha mọi người. Tiếc quá các bạn ơi, nhưng mà dù gì thì ngày hôm nay thì mình cũng đã được top 3 con bọ tím luôn. Nếu như mà mình được con một gạo nữa thì chắc cái clip này của mình là trọn vẹn luôn á. Mình bắt chưa đầy một tiếng đồng hồ nha các bạn, cái này là mình bắt chưa đầy một tiếng nha. Các bạn xem clip của mình nó có cái thời gian ở trên á, mình bắt chưa đầy một tiếng luôn. Wow, đúng là quá đỉnh các bạn ơi, trời ơi hôm nay chúng ta vẫn hên các bạn, tính là vẫn hên luôn á. Rồi, chốt sổ lại cái thử thách ngày hôm nay của mình. Mình đã được một đống bọ trong này luôn. Bây giờ các bạn có muốn mình đi tìm thêm một lượt nữa không mọi người? Để mình tìm thêm một lượt nữa rồi mình check cho các bạn coi luôn nha. Xem thử là mình được những con nào nha. Tiếc quá mọi người ơi, thế các bạn là mình đã phải đi tìm banh cái map camping để mà lấy lại cái con bọ ngựa lộn cái con một gạo cho các bạn coi. Tại vì mắc con đó một cái là mình nói thiệt với mọi người, mình tiếc lắm luôn á. Mình chưa gặp con đó bao giờ luôn. Và đó cũng là lần đầu tiên mình gặp nó luôn. Cái con gì kia mọi người? Còn con cam kia. À con bọ thường đúng không? Sao mắt mình mở ra? À con bọ thường. Trời ơi, tức ghê luôn mọi người ơi. Lần đầu tiên mình ấy thêm một con bọ bạc nữa nè. Wow. Thôi được rồi. Ủa? Là sao? Ủa mọi người ơi, là sao vậy các bạn? Là nó giống như con một gạo luôn. Mình cũng chưa kịp bắt luôn là nó cũng bay lên trên kia luôn. Nó cũng vừa bay lên trên kia luôn. Mà hiện tại là phút 19 rồi. Mình nghĩ chắc là hết giờ của một gạo rồi. Hết giờ con bỏ ống bạc nha mọi người. Cái gì vậy trời, sao mà xui vậy mọi người? Mình mới vừa gặp nó luôn. Hết giờ mọi người ơi, hết giờ. Không phải là mình đi nhanh đâu mà hết giờ đó mọi người. Phút 19 rồi. Cái con đó thì nó hay xuất hiện ban ngày á. Chắc là hết giờ nha các bạn. Tiếc quá trời tiếc luôn mọi người ơi. Nó tiếc đứt cái ruột luôn á.
Rồi ôi, nó tiếc kìa, sảy quá trời sảy luôn. Ok, như vậy thì sau một buổi sáng chưa đầy một tiếng mình đi săn bọ á, thì mình đã được những con gì? Đây, các bạn coi trong ba lô của mình nè, từ từ để mình coi phía sau cây nha. Biết đâu lại có thêm con ếch cây xanh trắng thì sao? Rồi, đây. Đó, trời đất ơi, 1, 2, 3, 3 con tím luôn. Đây là mấy ngày hôm nay của mình nè, mọi người thấy phê chưa, mọi người thấy ghê chưa? Mấy ngày hôm nay của mình nè, mọi người thấy sợ chưa? Mọi người thấy sợ chưa? Đó là mình không có bắt nguyên ngày nha. Một ngày mình chỉ dành ra đúng 1 tiếng đồng hồ để mình bắt thôi. Chứ nếu như một ngày mà tôi bắt 24 tiếng thì các bạn luôn, chắc mình full luôn rồi á. Thì đó, bắt từ từ mới có cảm giác, các bạn bắt hết không còn game không còn bỏ để bắt nữa thì chán game lắm luôn đó mọi người. Rồi như vậy thì ngày hôm nay mình bắt cũng khá là nhiều. Mọi người xem cái hành trình này của mình thì nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cái series bắt bỏ này của mình nha. Mình sẽ cố gắng mình full cái bách khoa toàn thư luôn. Đáng lẽ ra là mình không có săn đâu, nhưng mà thôi, thấy cái hành trình này nó giúp cho mình full được cái bách khoa toàn thư á, nên là mình cũng sẽ cố gắng cho nó full luôn. À đúng rồi, có một cái thông tin buồn cho các bạn luôn, là hồi sáng các bạn không biết là mắt của mình nó cận hay là sao, hồi sáng mình thấy có một cái con nó giống y đúc cái con chuồn chuồn hoa luôn. Nhưng mà lúc mình tới ngay chỗ cái khu bị ray kìa, là nó vừa xoay cái đuôi nó bay luôn. Mà cái đuôi nó to lắm mọi người, cái đuôi to, cái cánh nó cũng to nữa, nó màu nâu nâu nữa. Thì mình nghĩ chắc là con chuồn chuồn hoa, mà nó hết giờ. Khúc đó là cũng hết giờ rồi, cũng hết vừa hết ngày luôn rồi. Tiếc ghê. Như vậy là hôm nay là nếu như mà thật sự là mình sảy chuồn chuồn hoa, sảy cả một gạo nữa thì đúng hai con mình đang thiếu lại sảy hết luôn. Tiếc quá trời tiếc luôn mọi người. Mình sẽ phục thù hai con này sớm thôi.